Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ giết đàn chó ở Cà Mau, dư luận cả nước lên án, chính quyền lại nói làm đúng. Dư luận mạng xã hội ở Việt Nam mấy ngày qua đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ở một địa phương ở tỉnh Cà Mau đem tiêu hủy một đàn chó mèo của người chủ nhiễm COVID-19, trong khi chính quyền cho đây là việc cần làm trong bối cảnh chống dịch như chống giặc. Đàn vật nuôi bao gồm có 15 con chó và một con mèo này trước đó đã theo chủ nhân của chúng vượt quãng đường trên 300 cây số từ tỉnh Long An về đến huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau sau khi những giới hạn phải đi lại được nới lỏng. Hình ảnh đàn chó ngồi vắt vẻo trên xe máy vượt đường trường dưới trời mưa nắng đã gây xúc động cho cộng đồng mạng khắp nơi. Đây là hình ảnh con chó ngồi sau xe được chủ cho mặc áo mưa y hệt như chủ, nay cả đàn chó đã bị giết hại. Giết 15 con chó, cái giá phải trả là uy tín của chính quyền trước dư luận quốc tế. Hàng chục kênh truyền thông trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng, tôi cũng bị vạ lây vì là người Cà Mau. Nhà văn Võ Đắc Danh đã bình luận như vậy. Và áp lực từ người dân đến chính quyền vì việc này như thế nào? Đoàn 7 người bao gồm 2 gia đình về Cà Mau tránh dịch này trong khi về đến nơi hôm 8 tháng 10 đã được đưa đi cách ly tại một trường học thuộc xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, cùng với đàn chó mèo của họ. 5 người trong số đó bị phát hiện đã nhiễm virus corona, toàn bộ đàn chó mèo đã nhanh chóng bị đem đi tiêu hủy. Trước sự lên án của dư luận khắp nơi, chính quyền địa phương đã lên tiếng biện hộ cho quyết định tiêu hủy này với lý do là đảm bảo tính mạng con người trên hết và do áp lực của người dân địa phương. Rồi là do các chủ nhân của đàn chó đã dương tính với virus corona nên người trong khu vực cách ly rất sợ, phản ánh với cán bộ y tế. Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch huyện Trần Văn Thời được báo mạng Internet Việt Nam Net dẫn lời. Trước tình hình đàn chó mèo như thế, cán bộ sợ lây lan dịch bệnh nên tiến hành tiêu hủy. Cũng theo lời ông Công thì việc tiêu hủy này có sự đồng ý của chủ nhân đàn chó mèo vì họ sợ lây nhiễm cho người khác. Lý do là vì sao chúng tôi không cách ly dài ngày đối với đàn chó thì vẫn quan điểm chống dịch là trên hết. Ông Công được dẫn lời giới thiệu thêm và cho biết việc này được sự đồng tình của bà con. Ông nói bà con mừng lắm nếu không khéo để đàn chó này chạy ra ngoài hay cắn người nào đó, trong khi chủ thì nằm điều trị ở bệnh viện, không ai chịu trách nhiệm hậu quả. Ông Công nói. Đây là hình ảnh ông Trần Tấn Công, Chủ tịch huyện Trần Văn Thời. Vì Chủ tịch huyện này cho rằng địa phương ông chịu áp lực phòng chống dịch rất lớn nên không thể chu toàn cho đàn chó mèo được. Rằng phòng chống dịch phải đi trước, trên một bước lo cho tính mạng con người là đầu tiên, ông giải bày. Ông Công còn dẫn ra quy định của Bộ Y tế khuyến cáo không nên tiếp xúc gần với vật nuôi của chủ nhân đã bị nhiễm COVID để biện hộ cho quy định của chính quyền. Tại cuộc họp báo về vụ việc vào hôm 10 tháng 10, chính quyền huyện Trần Văn Thời cho biết ở khu cách ly đàn chó mèo không ai quản lý nên chạy rông mất vệ sinh, làm ảnh hưởng đến những người trong khu vực cách ly và người dân sống quanh khu vực cách ly cũng như việc phòng chống dịch. Đây là phát ngôn theo tường thuật của báo Cà Mau chia sẻ. Cũng tại cuộc họp báo, ông Công, Chủ tịch huyện đã lên án chủ nhân đàn chó mèo này đã gây nhiều khó khăn cho địa phương trong công tác phòng chống dịch vì đang lúc dịch diễn biến phức tạp còn mang theo chó mèo về địa phương. Nhưng dư luận cũng cho rằng có thể cách ly cả đàn chó. Trao đổi với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông B, một bác sĩ thú y có phòng khám thú y tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nói cũng như nhiều người khác, ông rất phẫn nộ và bức xúc trước hành động tiêu hủy đàn chó ở Cà Mau. Ông B chia sẻ với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với điều kiện giấu tên do sợ ảnh hưởng đến công việc như sau. Khoa học chưa chứng minh được là thú nuôi gây virus corona cho người. Ông giải thích, do đó ông cho rằng nếu chủ dương tính thì nên cách ly vật nuôi. Và theo tôi thì mình sẽ nhốt riêng đàn chó ra, có một chuồng riêng cho chúng rồi bắt đầu theo dõi triệu chứng. Cơ quan y tế sẽ theo dõi dịch tễ của chúng, ông nói. Đây là hình ảnh trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Tiến Tường cho rằng đây là hành vi tội ác và là thảm sát hàng loạt. Nếu chính quyền địa phương bận chống dịch, không có người lo cho đàn chó thì ông nói rằng liên hệ bên chi cục thú y để nhờ họ xử lý. Theo phân tích của bác sĩ thú y này thì vật nuôi có thể là trung gian chuyển bệnh nếu trên lông của chúng có mang sẵn virus. Nhưng virus chỉ có thể sống được vài tiếng mà thôi. Virus corona cũng không thể có trong cơ thể vật nuôi, ông khẳng định. Con vật theo chủ mấy trăm cây số về tới dưới, còn vượt qua biết bao nhiêu chốt nữa
mà sao lại hành động vội như vậy để bây giờ cộng đồng mạng và thế giới lên án, ông nói. Ông cũng phản bác việc chủ nhân đàn chó mèo đồng ý với quyết định tiêu hủy theo lời của chính quyền huyện Trần Văn Thời. Chủ nhân người ta nuôi như vậy thì không bao giờ đồng ý với quyết định như vậy. Người ta kiếm được chẳng hạn 100.000 đồng thì người ta đã bỏ ra 50.000 đồng để lo cho thú cưng rồi. Người ta lo cho thú cưng như con cái thì làm sao đồng ý cho tiêu hủy được, ông phân tích thêm. Và họ không có tiếng nói nên chính quyền nói sao thì nghe vậy thôi. Còn trong trường hợp chủ nhân không đồng ý thì chính quyền không có quyền đem đi tiêu hủy vì đó là tài sản cá nhân của người ta, cũng theo lời vị bác sĩ thú y này. Và vụ việc đã gây ra tranh luận rất lớn trên mạng xã hội cũng như trong và ngoài nước. Vụ việc này đã gây ra tranh luận với những luồng ý kiến trái chiều lẫn nhau. Trả lời báo Pháp Luật về vụ việc, nữ diễn viên Hồng Ánh, thành viên của một tổ chức về phúc lợi cho động vật toàn cầu đã nói rằng ai đã từng yêu thương chó mèo, nghe tin như vậy mà không đau thắt ruột đây. Đây là hình ảnh diễn viên Hồng Ánh trả lời phóng viên với đôi mắt ngấn lệ. Liên quan đến sinh mạng, không chỉ là con người hay vật nuôi, chúng ta phải cân nhắc thấu đáo trước mỗi quyết định. Điều tôi dùng mình là việc họ ra quyết định quá nhanh, thực hiện chớp nhoáng. Và thấy đó là việc rất bình thường, cô nói. Trên diễn đàn báo Vietnamnet, một độc giả có tên là Trần Tuấn Nghĩa thì viết: không tiêu hủy đàn chó từ vùng dịch về, không lẽ xét nghiệm PCE cho chúng rồi thực hiện cách ly 14 ngày hay sao? Ai dám đến gần chăm sóc, trong khi cả hai người chủ của chúng đều dương tính với COVID-19, rồi ai trả phí cách ly, xét nghiệm cho đàn chó đây? Trên Facebook cá nhân của mình, nhà báo Cù Mai Công thì viết rằng: kiếp chó, phận người. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Ông bà bảo vậy, nên 15 con chó, 4 con chó lớn, 11 con chó con cùng một con mèo đã co ro theo hai vợ chồng ông Hùng, thợ hồ, người chủ nghèo của mình từ Long An về tới Cà Mau. Gia đình chủ và mấy gia đình có chó mèo cùng đi chung trên một chiếc xe máy cũ, hành lý bệ rạc đi 400 km, mưa, chủ có áo mưa thì mỗi chú chó cũng có áo mưa. Bà con thấy thương hỏi mua chó, hai vợ chồng lão hạc nghèo thời nay cũng không bán. Có người nằn nỉ quá thì cho hai con chó cho đi chứ không bán, tất cả như một gia đình. Đại gia đình chủ lẫn chó đã về đến chốn Cà Mau, nhưng họ không may, thậm chí đau đớn đến tột cùng khi tất cả những đứa con chó thân yêu của mình đã bị giết sạch, với từ dùng nhẹ nhàng là tiêu hủy. Lý do là vợ chồng ông Hùng dương tính. Cả một niềm yêu thương của một đôi vợ chồng nghèo mà người ta coi như một tờ giấy vụn, tiêu hủy là xong, hết sức nhẫn tâm và có phần tàn bạo với kiếp chó, với phận người. Đây là hình ảnh vô số câu chuyện về những con chó trung thành nằm muôn bã cạnh ngôi mộ chủ nhân đã chết, gây xúc động lòng người. Việc cơ quan chức năng ở tỉnh Cà Mau tiêu hủy một đàn chó khi người chủ của chúng chẳng may dương tính với COVID-19 khiến nhiều người thương xót, đồng thời đặt ra câu hỏi về dịch tễ và pháp lý ở đây. Cựu tổng thư ký báo Thanh Niên, anh Hoàng Hải Vân thì cho rằng chẳng có bằng chứng khoa học hay thực tế nào cho thấy chó, mèo lây cái thứ đại dịch này cho người cả. Và bảo, đối với đông đảo người dân, chó không phải là gia súc. Chó là bạn của người, yêu thương những con vật đồng nghĩa với yêu thương tất cả đồng bào, đồng loại của mình. Còn tàn bạo với những con vật vô tội, đang là bạn với con người, lực lượng chức năng kia không thể tin và không thể nhờ cậy được, vì cái ác đối với những con chó vô tội dẫn đến cái ác đối với con người không hề có khoảng cách. Cựu báo Phụ Nữ thì thốt lên, chị Bạch Mai nói rằng 15 chú chó dễ thương, không chê chủ nghèo khó, đã cùng chủ vượt qua chặng đường rất dài để về quê, và cuối cùng người ta chấn nước chúng, đập đầu chúng cho đến chết. Ai đủ ác đức để làm chuyện cướp đi mạng sống của những sinh linh tội nghiệp đó, sao lại có thể như vậy? Đầu óc con người không thể nghĩ ra cách nào để 15 chú chó được sống hay sao vậy trời? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021 với bản tin vụ giết đàn chó ở Cà Mau, dư luận lên án, chính quyền nói làm đúng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.